Chào quý bà con, hôm nay chúng tôi sẽ test máy khoan đất đẩy tay Takeo TK3B cùng với mũi khoan đường kính 250 để chôn cọc hàng rào. Hiện tại chúng tôi đang test tại một khu vườn trồng điều con và trồng rất là nhiều cỏ cho bò. Với một khu vườn đất đỏ ba gian và rất là nhiều rễ cỏ cùng những rễ cành cây nhỏ thì để xem là chiếc máy khoan đất đẩy tay Takeo này hoạt động như thế nào ha. Bà con có thể thấy là máy khoan cực kỳ đơn giản với dung tích xi nhan là 68cc, động cơ 1,8 kW, khoan rất là khỏe và khoan được đường kính mũi từ 10cm đến 30cm, khoan được ở mọi địa hình, đất đồi dốc, đất nhiều cây, đất trồng cây lâu năm, bà con có thể sử dụng một cách dễ dàng. Với hệ thống tay đẩy bánh xe trợ lực giúp máy di chuyển dễ dàng và giảm sức cho người sử dụng khi khoan sử dụng trong thời gian lâu dài, vẫn có thể một người thao tác cực kỳ đơn giản. Không giống những dòng máy khoan đất cầm tay thông thường trên thị trường thì với cái đường kính mũi khoan từ 25 đến 30 thường thì phải hai nhân công mới khoan được và khoan trong thời gian dài được, vì nó rất là nặng và nó khi khoan xuống thì là cái độ ghì của đất nó đánh răng rất là lớn, nó tốn rất là nhiều sức. Khung máy khoan đất được làm bằng thép tròn, mạ kẽm, có độ dày cao, bền bỉ và chắc chắn. Bánh xe được làm bằng cao su đặc, giúp di chuyển được mọi địa hình và có độ bền tuổi thọ cực kỳ cao. Hệ thống tay nắm bằng cao su giúp người vận hành êm ái. Ngoài máy khoan đất đẩy tay Takeo TK3B, công ty Thế Giới Máy còn cung cấp cho bà con các dòng máy khoan đất cầm tay dạng nhỏ của Takeo. Và ngoài máy khoan đất ra thì chúng tôi còn cung cấp thêm các dòng máy sới, máy cày, máy đánh cỏ, máy sạc cỏ, máy cắt cỏ, các loại động cơ nổ. Nếu bà con quan tâm đến sản phẩm, hãy liên hệ đến số điện thoại bên dưới video, sẽ được chuyên viên tư vấn của công ty Thế Giới Máy tư vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng của mình. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.